Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và toàn thể cử tri nhân dân thành phố. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021. Đề ra những phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác theo luật định. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và ở mức nguy cơ rất cao, kéo dài và toàn thành phố chúng ta đang giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, để chuẩn bị cho kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những chỉ đạo cụ thể, đồng thời với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, bài bản của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trong đó, tôi đánh giá cao việc Hội đồng Nhân dân thành phố đã áp dụng hình thức họp trực tuyến và quyết định rút ngắn thời gian của kỳ họp để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Và hôm nay, kỳ họp đã được diễn ra theo đúng kế hoạch với nhiều nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng như chương trình kỳ họp đã nêu ra. Về kinh tế xã hội, những tháng đầu năm 2021 đã được nêu rõ trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, tôi xin phép không nhắc lại. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh, chúng ta đang ở những thời điểm khó khăn so với cùng kỳ của năm 2020. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khó có khả năng đạt được so với dự kiến. Đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Vì vậy, tại kỳ họp lần này, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, các địa phương, các đơn vị và đặc biệt là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thảo luận, làm rõ những giải pháp để thành phố nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời cho người dân và duy trì cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các nguồn thu và cân đối được các khoản chi thiết yếu, nhất là các khoản chi cho phòng chống kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung như sau. Trước hết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn ra rất nhanh và ở mức độ nguy hiểm. Số liệu cho thấy, từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến thời điểm này, chúng ta đã ghi nhận 1.593 ca dương tính với 16 ca tử vong. Nhưng riêng từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, tức là chỉ trong vòng 30 ngày, thì chúng ta đã ghi nhận 1.473 ca dương tính với 13 người tử vong. Hiện nay, toàn thành phố đang phải điều trị 1.069 ca bệnh, trong đó có 43 ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Vì vậy, phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết. Đồng thời, không để cho người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh, giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và giảm mức độ nguy cơ bùng phát dịch bệnh và sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, tôi đề nghị việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải triển khai nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn theo đúng tinh thần của Nghị quyết 86 của Chính phủ vừa ban hành, mang tính xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, không được chần chừ, do dự,
thiếu cương quyết, phải bám sát vào tình hình thực tiễn ở cơ sở để có cách làm phù hợp, sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chặt ngoài, lỏng trong. Và xin thưa quý vị, những cái khó khăn thách thức như hiện nay đang là phép thử rất lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp của thành phố. Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ thành phố đến cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hệ trọng này. Kính thưa các quý vị, tối ngày hôm qua thì ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã họp và quyết định phải xây dựng phương án nếu trong vòng 4 ngày nữa việc thực hiện các biện pháp hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện một cách triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Nguyên tắc này vừa được nhấn mạnh và ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương phải cương quyết thực hiện đúng cái nguyên tắc này. Tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nếu các cơ sở, công xưởng, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cho công chức, người lao động phải ở lại tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày để chúng ta tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm sớm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố. Và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp này thảo luận và cho ý kiến về các biện pháp phòng chống dịch của thành phố trong thời gian vừa qua, đồng thời có những quyết sách mạnh mẽ về vấn đề này. Thứ hai, cần tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp theo các quy định của Trung ương và thành phố, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là ở các khu vực phong tỏa, cách ly, những đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng xin thưa với lại cử tri và nhân dân thành phố, cử tri và nhân dân thành phố an tâm là nếu chúng ta có phải thực hiện các cái biện pháp quyết liệt hơn như tôi nêu ở trên thì thành phố vẫn đảm bảo được các cái điều kiện về mặt cung ứng các cái lương thực thực phẩm thiết yếu. Cử tri và nhân dân thành phố không phải lo lắng về cái việc này và không phải đi mua một cách nó ồ ạt. Theo thông tin sáng nay tôi vừa nhận được thì cũng có một số người dân đã nghe được thông tin và tỏ ra lo lắng và đang đến các cái siêu thị để tập trung đông người. Đây là một trong những cái nguy cơ cho cái việc lây nhiễm dịch bệnh. Thì đề nghị cử tri và nhân dân thành phố hết sức lưu ý và tuân thủ các cái quy định, thực hiện các cái biện pháp như hiện nay thành phố đang triển khai, và thành phố sẽ đảm bảo cho người dân thành phố các cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Các địa phương phải thường xuyên rà soát, cập nhật, không bỏ sót các đối tượng cần hỗ trợ và không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn. Hoàn thành việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là những người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó cần rút ngắn về thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Thứ ba, về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị các vị đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để huy động tối đa các nguồn lực, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
gắn trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành và địa phương có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tích cực làm việc với các bộ ngành trung ương để kiến nghị Quốc hội tăng tỷ lệ điều tiết nguồn ngân sách tập trung cho thành phố trong thời gian đến. Ưu tiên bố trí vốn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của luật đầu tư công và cân đối nguồn đầu tư cho các công trình có tính chất cấp thiết, phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo thực chất, có sức lan tỏa và lấy vốn đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Đồng thời, có biện pháp khắc phục việc bố trí vốn các dự án chuyển tiếp vượt quá mức theo quy định. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không bố trí vốn đối với các dự án không mang tính khả thi, khó có khả năng triển khai, và siết chặt kỷ luật kỷ cương, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 13 ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hàng năm đảm bảo cân đối, phù hợp với tình hình thu ngân sách và kế hoạch tài chính hàng năm của thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ tư, Nghị quyết số 16 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã nhấn mạnh khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân sách, tài sản công, theo hướng vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động tích cực sửa đổi hoàn thiện. Theo đó, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tiến hành rà soát các nghị quyết, văn bản đã ban hành nhưng không còn phù hợp, cần phải bổ sung, điều chỉnh, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là các cơ chế chính sách về tài chính, đầu tư, an sinh xã hội, lựa chọn các vấn đề, các giải pháp để nhằm phát triển kinh tế một cách trọng tâm, trọng điểm, mang tính lâu dài, phát huy nội lực của thành phố, nghiên cứu cho thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, theo chương trình kỳ họp, đại diện lãnh đạo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có báo cáo trình bày trước Hội đồng Nhân dân và cử tri thành phố về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Nội dung kết quả kỳ họp đã được báo cáo một cách toàn diện, phản ánh đầy đủ các hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp. Tôi xin phép không nhắc lại. Vì lý do đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và các vị đại biểu Quốc hội thành phố không thể trực tiếp đến từng địa bàn, từng cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp theo quy định và gửi lời cảm ơn đến bà con cử tri thành phố. Hôm nay, tại diễn đàn này, tôi xin phép thay mặt cho tất cả các vị đại biểu Quốc hội thành phố xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cử tri và nhân dân thành phố về sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm bầu chúng tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Chúng tôi ý thức được rằng cần phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu và có những hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa để có thể truyền tải được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri thành phố đến với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành nhằm kịp thời tháo gỡ và giải quyết các yêu cầu của cuộc sống, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có trình bày các cái kiến nghị của cử tri. Thì các nội dung này chúng tôi đã ghi nhận và bước đầu chúng tôi đang triển khai và có báo cáo với các cái cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, cá nhân từng đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố
sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác giám sát và thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri thành phố, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và đang ở mức độ nguy cơ rất cao, nhưng với sự quyết liệt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ của nhân dân thành phố, bước đầu chúng ta đã thu được một số kết quả tích cực. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chia sẻ cùng nhau phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố. Đặc biệt, tôi xin biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y bác sĩ, các điều dưỡng viên, các cán bộ chiến sĩ, quân đội, công an, cán bộ ở cấp cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên ở các khu dân cư đã tận tâm, nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị chung tay ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh và chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thành phố. Ghi nhận và chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở đến thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cơ quan trung ương và tỉnh Quảng Nam anh em, các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Tất cả những điều đó đã tạo ra sức mạnh để thành phố vượt qua các khó khăn thách thức. Về trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, ngoài việc chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch, chúng tôi đã và đang rất quyết tâm bằng mọi cách đưa được nguồn vaccine về thành phố để tiêm phòng cho người dân, gồm cả nguồn từ Trung ương và nguồn từ liên hệ nước ngoài. Nhưng do vấn đề vaccine là hiện nay là loại hàng hóa đặc biệt và khan hiếm trên toàn thế giới, các quốc gia, các hãng sản xuất chỉ chấp nhận đàm phán thông qua chính phủ và không chấp nhận các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng như là hàng hóa thông thường. Nên hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài. Nên thành phố vẫn đang tích cực và phải dựa vào nguồn cấp phát của Bộ Y tế. Và cũng xin thưa với các quý vị đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri thành phố, với sự cố gắng của lãnh đạo thành phố, đến nay thành phố chúng ta đã được cấp gần 200.000 liều. Và so với nhiều địa phương thì chúng ta cũng ở trong top những địa phương có cái nguồn vaccine lớn, trừ so với các cái địa phương như thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số các cái địa phương đang có dịch bệnh phức tạp hơn ở các tỉnh phía Nam. Và hiện nay thành phố đang tổ chức triển khai tiêm chủng để khẩn trương và đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Đồng thời thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã có văn bản cam kết với Bí thư Thành ủy là từ nay đến cuối năm 2021 sẽ cấp đủ hơn 1,5 triệu liều vaccine để tiêm đủ cho người dân thành phố trong độ tuổi. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung ứng vaccine từ nước ngoài. Và ngày hôm qua, trong hội nghị trực tuyến với chính phủ, thì theo thông tin của chính phủ, thì nguồn cung ứng từ nước ngoài có khả năng sẽ chậm hơn so với dự kiến. Nên là cái việc tiến độ vaccine về với thành phố theo cam kết cũng có thể sẽ chậm lại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa nguồn vaccine về cho thành phố. Tôi rất mong cử tri và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn khách quan về nguồn vaccine để tập trung thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch như hiện nay. Với tinh thần đó, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi nhân dân thành phố, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tiếp tục tuân thủ, đồng hành, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương biện pháp của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức và quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm
để đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thành phố Đà Nẵng chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất mong đợi và kỳ vọng Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, những quyết sách mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đưa thành phố vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành phố Đà Nẵng chúng ta ngày càng bền vững như kỳ vọng của nhân dân thành phố. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn.